Hey hey hey, xin chào. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn quyển sách Đời ngắn đừng ngủ dài của tác giả Robin Sharma. Nào cùng mình đánh bắt quyển sách này nhé. Quyển sách này chứa đựng rất nhiều sự thông tuệ và lời khuyên sâu sắc, được trình bày ngắn gọn, đơn giản để ai cũng hiểu được. Và nếu kiên nhẫn áp dụng thì hiệu quả sẽ rất to lớn. Nếu đã cố làm mọi thứ nhưng sự việc vẫn không như kết quả bạn mong muốn, đừng cố quá sức, nghỉ ngơi đi. Có thể mọi chuyện không hề sai, có thể chưa đến lúc, có thể cánh cửa này đóng lại nhưng cánh cửa khác đang mở ra. Và thông thường, một khi đã thực hiện điều bạn cho là tốt nhất, bạn đã tạo nên không gian cho điều tốt đẹp hơn sắp đến. Mọi điểm kết thúc đều mở ra một điểm khởi đầu mới. Đôi nét về tác giả, Robin Sharma là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về huấn luyện nghệ thuật lãnh đạo và phát triển bản thân. Với triết lý cốt lõi của ông là lãnh đạo không cần chức danh và thoải mái phát huy cao nhất năng lực của mình, ông là tác giả của các cuốn sách bestseller trên toàn thế giới.